Sáng ngày 30 tháng 1, đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tại huyện Phú Yên. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh cùng cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc huyện Phú Yên. Thay mặt tỉnh Sơn La, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã báo cáo công tác xây dựng Đảng, kết quả phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh của địa phương. Trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, tỉnh Sơn La đã thành lập 15 đoàn công tác do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đi thăm chúc Tết, kiểm tra nắm tình hình tại cơ sở, tại các xã biên giới, các đồn biên phòng, các chốt, trạm kiểm soát, cửa khẩu, các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 2 đóng quân trên địa bàn tỉnh và một số cơ quan đơn vị trực bảo đảm trong dịp Tết, hỗ trợ Tết cho 50.690 đối tượng với tổng số tiền trên 26 tỷ đồng. Đại tướng Tô Lâm đã ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh của tỉnh Sơn La đã đạt được trong năm 2023. Đại tướng cũng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La, động viên các hộ có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, phát huy tinh thần đoàn kết trong lao động và sản xuất. Đồng thời đề nghị trong năm 2024, tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15, quan tâm thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh thành phố trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện xây dựng lực lượng công an tỉnh Sơn La trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm, đoàn công tác của Bộ Công an và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng 400 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo cùng cán bộ chiến sĩ công tác trong lực lượng công an đóng trên địa bàn huyện Phú Yên có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng một xe cấp cứu cho Trung tâm Y tế huyện Phú Yên. Cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm đã tới thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ trạm Cảnh sát giao thông Tân Lang thuộc đội Cảnh sát giao thông số 2, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đóng quân trên địa bàn huyện Phú Yên và trồng cây lưu niệm tại trụ sở Công an huyện Phú Yên.